Thầy anh Ngọc Long là cùng với câu câu lạc bộ Đỗ Hoàng, xin lỗi. Đỗ Hoàng của Cải Lương Số xin bước lên sân khấu. Hát chú biết sao nha. Không biết. Cái Mỹ thì đó, lấy cái bi màu à, đó, trắng là bật lên là bạn bấm lên, bấm giữ một cái cho nó nổi nổi lên. Rồi. Hello. Dạ hôm nay Đỗ Hoàng và Việt Nghĩa đại diện cho anh em của website cảiliênxo.com đến câu lạc bộ các bạn xưa để mừng ngày giỗ tổ, thì đó là một cái niềm vui rất là lớn. Kính chúc cho câu lạc bộ các bạn xưa sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong tương lai ạ. Để giúp vui chương trình văn nghệ cúng tổ ngày hôm nay thì Đỗ Hoàng và Việt Nghĩa xin phép được hẹn tặng các cô chú anh chị một bài ca cổ của tác giả Phạm Văn Phúc, Quỷ Nhật Ký Trường Sơn. Sư chiều ngươi 1-2 nó lói thì từ năm rồi đó là quán. Nhớ tiếng mu bao huyền hòa trong đêm giăng nhớ.
Lời bác dạy ngàn năm còn gian dặn, dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn để giải phóng quê nhà.